Thưa quý vị, chiều ngày 25 tháng 4, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang gồm ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Việt Nam có buổi tiếp xúc cử tri thị trấn Chợ Giàm, huyện Phú Tân. Cùng tham dự có bà Đinh Thị Diệt Quỳnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang. Sau khi đại diện đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang báo cáo dự kiến chương trình, nội dung, những vấn đề liên quan đến kỳ họp lần thứ 7 Quốc hội khóa 15, cử tri thị trấn Chợ Giàm kiến nghị đề xuất Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng trung ương, địa phương xem xét giải quyết một số vấn đề như cần có chính sách bình ổn giá dược tư nông nghiệp, mặt hàng thiết yếu, sớm khảo sát xây dựng cầu Thuận Giang nối liền Phú Tân Chợ Mới, tăng cường công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, mong muốn các trường đại học cân nhắc mức học phí ở một số ngành khi chuyển sang tự chủ để con em vùng nông thôn hoàn cảnh khó khăn có điều kiện theo học một số ngành triển vọng hiện nay. Các ý kiến kiến nghị của cử tri được đại biểu Quốc hội Lương Quốc Đoàn trực tiếp trả lời, làm rõ thêm các vấn đề, đồng thời ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri để phản ánh với Quốc hội trong kỳ họp tới. Sáng cùng ngày, đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Lương Quốc Đoàn tiếp xúc với cử tri ba xã Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân, Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới. Tại đây, cử tri ba xã kiến nghị cho Quốc hội cần sửa đổi luật phòng chống ma túy, xử lý mạnh đối tượng nghiện ma túy để mang tính răn đe, sửa đổi luật bảo hiểm y tế, bởi hiện nay phí đóng bảo hiểm y tế của học sinh trong trường học cao, cần hỗ trợ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, tăng trợ cấp cho người bán chuyên trách ở khóm ấp. Nhà nước cần đầu tư hoặc kêu gọi đầu tư xây 3 cây cầu giao thông thay đò, gồm cầu Rạch Sâu nối xã Bình Phước Xuân, thị trấn Hội An, cầu An Hòa nối huyện Chợ Mới với thành phố Long Xuyên, cầu liên tỉnh nối Cù Lao Diên với tỉnh Đồng Tháp nhằm thúc đẩy kinh tế địa phương. Tại phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng đã lắng nghe tâm tư nguyện vọng kiến nghị của cử tri, một số vấn đề trong sản xuất nông nghiệp, chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho cán bộ khóm ấp cũng như mong muốn sớm đầu tư xây dựng cầu Tân Châu Hồng Ngự. Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang và đại diện Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu đã trực tiếp trả lời, làm rõ thêm vấn đề mà cử tri quan tâm phản ánh, đồng thời ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri để phản ánh với Quốc hội trong kỳ họp tới. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang gồm đại tá Châu Chắc, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang và ông Phan Huỳnh Sơn cũng có buổi tiếp xúc cử tri phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc. Cùng tham dự có đồng chí Lâm Quang Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Châu Đốc. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đề xuất cần quan tâm có biện pháp nạo vét lòng kênh Vĩnh Tế, đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho sản xuất, vì hiện nay trước tình hình nắng nóng kéo dài, kênh Vĩnh Tế có nguy cơ khô hạn. Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã ghi nhận tiếp thu những ý kiến của cử tri tại buổi tiếp xúc và sẽ đề đạt đến Quốc hội trong kỳ họp tới.